đến với cả trận đi đầu tiên với kèo 3 vệt 3 sen, sen lòng sơ luyến và game thủ phá khách đối đầu với cả Thiên Như Vũ Lôi Lão Hổ và game thủ Vô Địch Hầu. Trận thi đấu đầu tiên, một chút F3 đến từ game thủ Vô Địch Hầu. Anh trận đầu anh đã F3 rồi. Để tiện cho mọi người tiện theo dõi, em có thể để cái bảng quân. Màu ở bảng quân, Xe Long là người cầm bầu 7. Sơ luyến anh cầm bầu 4. Hắc khách là game thủ cầm màu 5. Thiện Như Vũ, Như Vũ là màu 2. Rồi Lão Hổ cầm bầu 1. Vô Địch Hầu là màu 6. Trận thi đấu đầu tiên, quả đầu Xe Long có cây, bầy hươu đầu ở đằng sau bãi quả đầu. Bộ đầu cũng rất cần dành cho game thủ Xe Long. Vâng, như vậy là có vấn đề gì đó rồi. Có vấn đề gì đó với game thủ màu 6, anh quit ngay. Chúng ta đến với trận đấu đánh lạ. Đang soi rất kỹ. Họ sửa lại cái tiêu đề của anh đại tưởng Hồng Anh và game thủ Tiểu Thị Ngư. Sao ông soi kỹ thế? Rồi. Hết map mất. Ta chờ đợi đến với cả chỉ tiêu đánh lạ đi đầu đầu tiên. Chút có vấn đề gì đó với anh Vô Địch Hầu. Chỉ tiêu đánh lại sẽ là màu 6. Cầu thủ sơ lưới là màu 5, tên thủ hắc khách là màu 3, tiền như vụ anh cầm màu 2, vừa là hổ màu 4, Vô Địch Hầu anh cầm màu 8. Trận thi đấu đầu tiên, máy tàu dành cho Xe Long, cầu voi về trước trong cánh rồi. Hai tiền đạo ngoài cánh sẽ là game thủ sơ luyến và game thủ Vô Địch Hầu. Vô Địch Hầu anh ở góc 3 giờ. Đây bài tàu đến từ Sang Long. Có đầu xa và cái gỗ đầu không quá đẹp. Thêm hai voi nữa dành cho Sang Long. Cánh rừng thông thứ hai. Đây là màn đánh máy của sơ luyến. Sơ luyến ăn quả. Ui, mình trêu đùa cả sư tử ạ. Hay quá. Cũng phải chậm dần tí đi.
thêm một bầy hươu dành cho sơ luyến, một bầy hươu to, thì cái rừng khá ổn. Quả phụ sơ luyến đã đủ đồ, nhưng mà lúa tội không có đồ lùa, bài sơ luyến không đồ lùa thôi. Đây là hắc khách, hắc khách cũng có hươu có quả, chơi bài tàu. Giờ đầu 5 con, anh đá 2 con về chơi bạch tàu. Bạch quả không thèm ăn, đi mới ăn. Thật ra thì không phải không thèm ăn mà chưa thèm thôi. Vẫn đang thiếu một đồ nữa dành cho đi tù của ba. Trong góc 3 giờ này, góc 3 giờ khả năng cao hắc khách sẽ là người đánh khung nhà. Thì đó đẩy xe long lên đánh, lên đá tiên đạo thôi. Trở lại với cả thần long, long vừa mới có chiếc BG đầu. Con voi thứ hai về chết hơi xa so với nhà chính, nhưng mà những con voi vẫn đã ám ảnh xe long, ám ảnh gì đó với kia thủ xe long. Anh câu voi cách xa cả cây số này, phải qua đầu dùng 6 cây đến từ kia thủ xe long, thêm một bầy hươu nữa. Điều này anh có xử lý được về đâu hay không? Đây có rừng, vậy tí làm chữ S. Hiểu. Thật nào, anh hít rồi đấy. Anh hít rồi, bình tĩnh anh này. Ok, cảm ơn anh Phạm Nguyễn Vân nha. Một bầy hươu 6 con, bài đấu và 3 voi, một bầy hươu 6 và bãi quả đầu đến từ game thủ xe long. Ta quay lại với hắc khách xem đủ đồ chưa nào. Thiết kế thêm chữ S thứ hai, ăn thêm một cánh rừng, một cánh rừng đầu của game thủ hắc khách siêu mỏng. Đây rồi, quả phụ bãi hắc khách đã đủ 2 quả một hươu. Một cánh rừng, chúng ta đến một cánh rừng thông này, mỏng dính. Nhà thì được thế khung, góc 3 giờ. Thêm một chữ S nữa, chữ S thứ 3, 26 dân dành cho hắc khách. Đây là game thủ sơ luyến. Sơ luyến đánh 25 dân, ăn một bầy hiêu ở một chữ S. Thêm chữ S nữa để có thể ăn bầy hiêu này, đi dâng A đến từ game thủ sơ luyến. Sơ luyến ăn 2 bầy hiêu, không tổ lùa thôi. Bài này sơ luyến thì bài anh đã đủ đồ từ trước đó rồi, ăn thêm một bầy hiêu và đi dâng A, dâng sang cánh bên kia, đầu cánh bên này và dâng sang cánh bên kia. Chỉ thuật dị đến từ game thủ sơ luyến, vâng, đóng BB ở nhà luôn ạ. Hay quá, 25 dân, game thủ có 4, game thủ lối hổ chết một dân. Đây là xe long, xe long 26 dân. Như vậy là hai người đánh chủ lực bên phía team bên này sẽ là xe long và game thủ hắc khách, còn đó thì sơ luyến sẽ là tiền đạo. BBBA cộng thêm một dân, bài đấu với sơ luyến chính xác, game thủ xe long sẽ kích 10-10, 26 dân cộng 1 của xe. Nhà cũng đã có thế khung. Tại chúng ta lên xem game thủ sơ luyến ở cái thời điểm bắt đầu, người đi dâng A đây đời sớm nhất team này, việc ăn hoang thêm một bầy hươu sẽ giúp cho sơ luyến có thêm lực, nâng cấp chặt gỗ, thêm một chữ S nữa trên đường đi dâng A, người ta gọi là tiện đường công tác. Tiện đường công tác và thêm một chữ S nữa, tác rất nhiều dân đi. Đây là quả, ăn quả rồi. Một bãi quả 6 cây trên đường, đang trên đường vác dân đi. Như vậy lối đấu hổ 26 dân dò 5% đến đời muộn, khả năng cao hổ không phải người đi dâng A. Nhưng mà bên kia thì có anh thiên vương lối đấu hổ màu 4 đi dâng A rất lợi hại. Ở bên này thì hầu như là không phải những game thủ mà chuyên đi dâng A, cả xe long sơ luyến và hắc khách không phải game thủ mà có cái lối chơi máu lửa. Thì
vụ đánh 27 dân. Trên đường gặp đôi quân sư tử. Nhà BA cũng được. Vâng, một pha đó nghe người ta gọi là mù mắt. Ta thì không mù lắm vì đây là một bài đấu đi dân Nga. Tiện đâu anh đọc đấy thôi. Cái Long có bị dân Nga vào không? Đây là sẽ Long 21 dân rồi. Điểm thủ vô địch hầu lên đời qua sơm. Hắc khách bị dân Nga vào chắc. Đây là hắc khách. Hắc khách rất bình yên. Vậy trận này khả năng cao 6 nhà đánh tại nhà hết. Cách thì ở trong góc 3 giờ có thế cung. Vậy anh cung rộng ra thôi. Đây là Lama đơn cung đầu của hắc khách. Đẩy lên phía góc 12 giờ kết một quân với sơ luyến để đẩy chết một nhà không. Đây là sơ luyến. Đây rồi. Nhà của cái thủ lôi hổ. Lôi hổ chưa có bánh xe. Ông chính xác lôi hổ đã có bánh xe. Anh chủ động đào vàng cắm hai dân đào vàng từ rất sớm đến từ lôi hổ. Vâng, lôi hổ khung nhà đánh chủ lực. Có rất ăn hoàng bên ngoài. Bù Na đến từ cái thủ sơ luyến. Sơ luyến cần phải sóc đều Bù Na đi một tân vòng. Như vậy hổ chưa bo nhà xong. Hắc khách cũng phải đẩy lên luôn. Hắc khách cũng phải đẩy lên luôn để kết hợp quân với sơ luyến. Thì cái mặt từ nhà hắc khách sang nhà lôi hổ đã kín rồi. Kết hợp quân với sơ luyến. Hôm sáu Sang Long cũng đã đẩy lên. Như vậy là ba nhà đang tập trung vào nhà của nguyên thủ mẫu 4, nguyên thủ lôi hổ. Em kéo ba trà thế cũng thấy trà. Kéo xuống đô rồi. Nó dễ hơn. Năm mươi bảy dành cho cái thủ xe lặn. Cả dân già ruộng đều đóng BC từ rất sớm. Sơ luyến nào, sơ luyến đã lao vào trong nhà của hệ thủ màu 2 Tiễn Như Vũ rồi. Và ngồi thẳng ruộng chính của Tiễn Như Vũ. Vâng, 45 trên 60 dân Nga và tham lai vẫn ổn. Vâng, Vũ không chạy dân. Tiết hai dân ở ruộng chính, Vũ vòng cung R về bắt sơ luyến. Sơ luyến có tên tiếp viện. Sơ luyến có tên bắn thẳng vai gỗ của Vũ. 43 trên 60 dành cho sơ luyến. Tên Tiễn Như Vũ bị lọt nhà và chạy nhà quá đơn giản. Thì đi một tên rất cơ bản đến từ sơ luyến thôi. Một đường cơ bản và Vũ bày nhà. Ăn hoang thêm bằng một bài ăn hoang quan tập và sóc cung R của ta. Xe Long chỉ là 72, xe Long lao thẳng vào nhà của người đời sớm nhất cái bản đồ này. Đúng là có một mình anh sơ luyến đi từ Nga thôi, còn lại tất cả đều đánh tại nhà. Sáu tám trên 88 dành cho game thủ xe Long. Lama dí đều lên. Nhà chính là đào vàng đào vùng đây. Này thì không có cửa thua. Đó, cả nhà của viên thủ 18 và nhà viên thủ 2 bay quá đơn giản. Long bị bắt lần này không sao cả. Thì mà anh đã ăn được rất nhiều dần của viên thủ 18 này rồi. Đây là hắc khách. Hắc khách viên thủ 3 62 trên 80. Anh chơi với cả viên thủ lôi đá hổ thôi. Sơ luyến cũng ở trong nhà của hắc khách. Anh bò bế lốt vàng. Làm nhà BA cứ sóc đều đường nhà thì nhà kín. Cẩn thận những tên thủ rừng. Tên mà cần phải ra phía mặt nhà BA đi rừng của cái thủ sơ luyến để có thể đỡ. À, lũ hổ đang gom rất nhiều quân đến đây. 80 của xe lọc. Vậy là cả ba nhà cùng phòng thủ tấn công thì cả ba anh cùng lên. Và phòng thủ cả ba anh cũng đang thủ cho nhà BA của sơ luyến. Kèo ngư và ngoanh thì ngư thua. Ông anh thắng. Cách biệt một bàn thôi. Tám mươi bốn trên 100 dành cho nguyên thủ xe lắp. Đang có lẽ đang đi tìm thêm rừng. Đơn đục vào đến từ vô địch hầu. Vô địch hầu không chạy nhanh thì sẽ đáp một tới bắc.
Everton tân Bắc đến từ cái Sài Long 92/100. Có lẽ là tầm này là to nhất cái bản đồ này rồi, không bị ai đụng. Tăng A đều lên, tăng A tiếp. Tên mà vô địch hầu muốn lọt vào nhà của MOBA. Đây là MOBA 77/104. Tên lọt nhà, kéo hết cùng R về thủ. Của 4 đang trực chờ sẵn bên ngoài. BC đứng nhà chính, rất nhiều dân nhưng mà chưa có tay đến từ hắc khách. Không có tay để điều con lông dân đi làm ăn. 3 giờ hồ tiếp tục là khai thác của mặt BM của anh BBBM. Bơm vàng cho sơ luyện. Đây là xe lọc 115 rồi. Nhưng mà lở tham với xe long và cái thế bành được cầm chủ lực thì vẫn là mắc binh rồi. Tặng rất nhiều nhà A, nhà chính và chủ động phát triển sớm. Đơn là sẽ quay trở lại nhà của mẫu 2 Tín Như Vũ để có thể quản lại, không cho Tín Như Vũ phát triển. Đơn này cân đôi luôn, đơn này cân đôi luôn. Không, một tên về E là xe long rút lui. Một tên đi về E là xe long rút lui. 29 của cái xe long. Tên và đá dành cân đôi luôn. Bây giờ thì để lợi thế về địa hình lại thuộc về bên kia. Ra ngoài chặt gỗ cẩn thận đi, tơ thủ rừng này rất nguy hiểm. Đây một chiếc nhà chính mới vẽ thêm ruộng đến từ game thủ Sài Long 127 của Thần Long. Vấn đề là game thủ Hắc Khách, Hắc Khách vẫn đang vất vả thủ nhà những tên mà đục vào đến từ game thủ Lôi Lá Hổ. Ta thấy Lôi Lá Hổ quái như thế nào, vợ anh đứng đốt hết nhà của Hắc Khách thôi. Nhưng mà nhà của Hổ rất gần nhà Hắc Khách, cứ chặt chung một cánh rừng như này. Anh cứ đứng đốt nhà thôi, anh không lao vào vội. Quái đến từ Lôi Lá Hổ. Bây giờ thì sơ luyến, sơ luyến đẩy sang để có thể cứu người đồng đội. Cái nhịp độ mà team của xe long đang đẩy nhịp độ nhanh hơn. Sơn tràn vào từ nhà của cách sang nhà của Lôi Lá Hổ. Còn hai người này thì cách nhau đúng một cánh rừng, một cánh rừng siêu mỏng. Lôi Lá Hổ chủ động chạy dân đi rồi. 80/100 dành cho Hắc Khách. Đây là game thủ sơ luyến 71 đi dân Nga về hồi lại tại nhà tham 71. Đưa về thế và cả ba nhà cùng tham 1. Đây là một tên mà xe long vẫn đang cân đôi. Xe long vẫn đang cân đôi ở cái mặt trận nhà của game thủ 18. Bung ra ngoài phát triển là rất to rồi. Vâng, bắt đầu đóng nhà BL rồi. BL đến từ xe long. Xe long có thể đang trên đường lên 4 rồi. Đập nhà bù và đã trên kích 4. Đang trên đường lên 4 đến từ game thủ xe long. Vâng, một pha dâng BL. Ngay xe long vẫn đang cân đôi được. Còn bên cánh kia, anh có đẩy chết nhà của Lôi Lá Hổ luôn không? 7/92 dành cho sơ luyện. Pha dâng A và hồi lại. Thế rồi, đã đẩy vào trong nhà của game thủ Lôi Lá Hổ. Đôi lỗ đã bay nhà, bên cánh này xe long vẫn đang cân đôi. Anh đang trên đường 14. Quá khỏe so với quy định. Cho anh Nhật Trường nha. Đó, tất cả mọi người anh em cho Citizen Line đang trên đường 14 rồi. Tóc lần những con sọc đơn ra. Anh lên sóc, vâng lên 4 thành công, nâng cấp đạp đôi. Vâng, anh còn nâng cấp cả giáp cho những con BB. Vâng, một pha và xe long quyết định lưng. Vâng, thể hiện mình là người giàu có. Lưng cho đầy đủ. Và đối phương với kiểu cũng hiểu tại sao ông này lưng thừa một cái công nghệ gì. Sao anh soi cái chỉ số công nghệ, không biết là lưng thừa cái công nghệ gì cho xem. Sao anh lưng cả giáp cho cũng còn BB. Chiếm vàng 240. Hấp hót thủ nhà và đạp đôi sẽ đi tấn công. Đây là một bãi bộ. Vâng, về đến từ xe long.
sao đánh khỏe quá. Gần đôi ở cánh bên kia. Bên kia thì hai ông biến và game thủ hắc khách cũng đã đẩy lui nhà của đôi đấu hổ đi rồi. Vâng, như vậy là màu tàm cũng đã có những con sọc đơn, chưa phải những con đạp đôi. Đơn lưới thì là 100, vâng, sơ lưới 100 rồi, cũng chủ động. Chủ động đi chiếm vàng. Hắc khách thì có lẽ đang trên đường lên 4 chắc. Đang trên đường lên 4 đến từ hắc khách. Lại với cả game thủ Sái Lông này. Sái Lông thì đang trận thi đấu anh quá hay so với quy định. Cũng kiểu chơi của mình. Có hai tiền như vui chưa lên 4, bị những con đạp đôi vào thì rất khó xử. 8 thì đã lên 4 rồi, có những con nó phủ nhà cho đội đồng đội. Nhưng mà tỷ số thì vẫn là 1-0 dành cho Xe Long Sơ Luyến và Hắc Khách thôi. Trận thi đấu mà Sơ Luyến đi dương Nga. Cuối cùng thì anh hồi lại tại nhà đồng đội. Sau khi đó thì anh một mình anh Xe Long khỏe nguyên. Có vẻ như chiến thuật hơi sai đến bên kia. Bên kia không có người dương Nga. 1-0 dành cho Xe Long Sơ Luyến và đồng đội của mình. Quá khỏe so với quy định. Và anh công lên anh cân đôi. Phường hai ông muốn cứ dí vào cùng rờ sẽ nào. Nhà sẽ đang phát triển và lên 14. Chúng ta chờ đợi đến với trận đấu thứ hai. Em nghĩ là chiến thuật bên kia phải có một game thủ như Lôi Đá Hổ, Dương Nga và nhà Sẻng Long. Công mà lúc mà Xe Long vẫn chưa kịp trở tay và thay quần áo cơ. Anh mặc quần đùi cơ thì mới đánh được. Cứ để vâng Giờ Luyến và game thủ Xe Long to khỏe, đẹp dai thì khó. Trận thi đấu thứ hai với màn hình máy của Xe Long màu 7, game thủ Sơ Luyến là người cầm màu 3. Xe Long màu 7 này, Sơ Luyến màu 3, Hắc Khách là người cầm màu 4, Tịnh Như Vũ là màu 6, Bùi Lão Hổ anh cầm màu 2. Khi đó thì game thủ Vô Địch Cầu là màu 5. Trận thi đấu thứ hai, quả đầu dành cho Xe Long. Ăn quả trước, quả đầu 7 cây. Yêu đã tìm thấy rồi, bầy yêu kép, hai bầy yêu rất gần nhau. Gom về thành một bầy. Hai bầy yêu này sẽ gom về thành một bầy. Cách không còn xa nếu như mà Xe Long anh đá vừng gom thành hai bầy luôn. Thì xa gom thành một bầy luôn. Cách không còn là xa nữa. Gom thành hai bầy thành một bầy. Có anh cũng có thể là xử lý kiểu mà ăn hai bs. Em nghĩ là Xe Long sẽ ăn hai bầy yêu này cùng một bs thôi. Em kêu về đá về thì nó hơi xa. Sắp xếp thế thì anh Sơ Luyến trong cành. Vốn mà game thủ Xe Long thì ở ngoài cành. Và liệu trận này anh Sơ Luyến anh có đi dâng Nga tiếp không? Trong cánh dâng Nga thẳng ra bên ngoài. Ở đây thì Sơ Luyến hay đánh nhá. Hay đánh đi kiểu đi dâng Nga. Vậy đá một con về dành cho Xe Long. Quả phụ đã có rồi, 2 kill 2 quả. Bài quá ngon dành cho Xe Long.
Đây là game thủ khác khách. Khách cũng ăn quả trước, chứ S đầu vừa mới được đóng thôi. Tuần thứ 15 đóng S đầu, xử lý bây nhiêu đầu. Ba con, map có xe giò. Cờ cho xe giò cạn chạy. Còn gì khác nữa không? Thế còn gì khác nữa không nhỉ? Từng vâng, quả phụ đâu bây giờ thì mình gọi quả phụ rất là ngon này. Quả phụ đã cũng hơi mê. Toàn thấy sư tử thôi. Còn một con hươu trong bầy hươu đầu. Như vậy là hai bầy hươu. Bài cơ bản là đủ, đây là bài yếu. Quả phụ chết dân không? Vâng, rất may mắn không chết dân. Lại ngày trời độ. Trời độ mất rồi. Có thêm cả voi, vâng, đi ăn hươu thế cả voi. Đã đủ đồ dành cho các cách. Chúng ta trở lại với cả những thủ sơ luyến đi. Đây là sơ luyến. Úi dồi, ui tứ tượng. Bài này sơ luyến đi dâng Nga không? Ở đây đẩy ít dân đi sang Nga, khoảng 2 dân đi rồi đấy. 22 dân, 23 dân và đi sang Nga. Ăn con với yêu trên kia. Dân Nga thẳng sang cánh của Sang Long. Vâng, như vậy là 24 dân. Đang chưa ngừng xin dân. 25 dân. 24 vẫn đang xin dân. Trời, 25 dân và 725. Và 4 voi. Yêu và bại quả đầu 7 cây. Ngày chơi đây kiểu bài tỏ. Điều thứ hai liên tiếp sơ luyến đi dân Nga. Quay trở lại với game thủ xe lăn, anh sẽ được sơ luyến dân Nga cho. Vậy ở mẫu 6 game thủ tiến như vũ chết một dân. Tiếp tục là một bài đấu mà chết dân. Trận trước thì lôi đâu trên dân, còn trận này thì đến lượt tiễn như vụ. Như vậy bãi quả phụ xe long ở bên ngoài, xe long chủ động là bo nhà này. BA, BM 25 dân cộng 1 19 53. Còn thời gian này xóa ruộng rồi. Anh khắc khách anh muốn dâng Nga lốt cho mát. Khắc khách. Cứ đi dâng Nga không nhỉ? Con kia có cái bóng thể bóng xe giò nhỉ? Để mở ở đây rồi. Như vậy cũng đi dâng Nga cho mát. Nhanh quá. Đây là sơ luyến. Như vậy là một pha chồng Nga. Chồng A nhau đến từ cả sơ luyến và ác khách. Được hay đấy. Như bãi quả của sơ luyến là bãi quả kép. Bãi quả đôi. Như vậy bãi quả đôi đến từ sơ luyến thật đây này. Bãi quả giàu. Quá giàu so với quy định. Ra đấy hai bãi quả gần nhau, bài 4 voi. Quả chính xác hơn là bầy yêu. Và là người đi dân Nga. Giá như anh đánh ít dân hơn. Đi dân Nga, vâng, lên đời sớm mới đi dân Nga. Có thêm một voi nữa này. Quá giàu so với quy định. Các cách cũng là người dân Nga. Đồng A nhau với sơ luyến đây này. Chiến thuật quá hay. Có thêm bãi quả có thể ăn hoang sóc quân. Người được đánh tại nhà duy nhất xe lọc. Vậy chúng ta lên xem máy của game thủ sơ luyến nước tỉa ban đầu. Lama. Tóc tên cũng lừa đầu. Đến từ sơ luyến. Chậm hơn so với máy sẽ lòng nhé.
cũng gần như vậy thôi. Mình xem lại mấy sơ luyến. Rồi. Như vậy là sơ luyến để delay. Xong là người có cùng giờ trước, lên cấp chặt của 2. Luna chặt của 2 sớm, xe lỏng đẩy lên cánh của hai người đi dâng A. Nhà của 2 kiểu thủ lôi đã ổ, tiếp tục là lôi đã ổ. Luna. Rồi, trận này hổ chết sớm rồi. Hổ chết sớm rồi. Và cả sơ luyến, cả cái thủ hắc khách và có cả xe long ở đây thì chắc chắn là sơ luyến đã chính xác là lôi lỗ hổ đỡ hổ răng. Một chính xác hai đánh một thì sơ luyến chính xác là lôi lỗ hổ sẽ có thể đỡ được. Ba đánh một thì em nghĩ là có một tên mà sơ xe long bị lọt nhà thì lọt đã phép bản đồ vào. Con cùng giờ đến từ vô địch cầu thì cầm 15. Đây là sơ luyến 46/60 và chồng ăn nhau. Liên thủ 6 liên thủ tên nhiệm vụ cũng đã tiến lên vị trí này rồi. Còn những pha hit run được cả hai bên không tiến nhiệm vụ chỉ có rút lui thôi. Đỡ được hai ông hùng dân Nga và tiếp tục là phối hợp quân y quân này. Ơn mà lôi đã hổ bỏ nhà đi bắn sơ luyến. Mà cái thế trận này thì cứ bắn quýt hai nhà đi dương Nga thôi thì mặc kệ ông sao. Liệu có được đấy không? Như vậy là tiện như vũ anh cũng bay nhà rồi. Đen Long thủ xong nhà chưa? Đen Long đã thủ xong nhà đóng BC chuẩn bị có nhà trình mới. Quay trở lại nhà cũ của game thủ lôi lỗ hổ để quản lại. 86/68 dành cho kẻ thủ xe lắm. Bốn A sắp đều chặt của hai có siêu sớm BC đóng sớm. Chỉ mỗi cái đào vàng. Đào vàng lưng lốt cái đầu máu lên. Chủ động đánh tay to phát triển. Khi mà cả hai đồng đội của anh đều là những người đi dân Nga. Đây là sơ luyến. Sơ luyến đã bắn sang nhà thứ 3 rồi. Chiến thuật quá hay đến từ cái team này. Sơ luyến quá nhiều sát thương. Chúng ta nhìn thấy này, thằng A7 rồi bắt đầu bị bé lại rồi. Bắn ba nhà rồi. Bắn lôi lỗ hổ thì ban đầu đẩy thế mà 3 đánh 1 lôi lỗ hổ cũng vạ chạy đi. Với cả hắc khách bắn bay nhà màu 6, bắn lốt cả nhà màu 5. Cái lòng thì thoải mái thôi. Tỷ số 2-0 quá nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng dành cho sơ luyến và xe long. Chắc phải gọi chim sẻ vào thôi. Không biết đây chim sẻ đánh xong kèo chưa, thể gọi chim sẻ vào. Ông cứ đánh như thế này thì bên kia làm gì còn cửa. Bọn anh đúng kiểu chơi của mình thế nào. Chúng ta chờ đợi đến với trận hiệu thứ 3. Tỷ số đang là 2-0 dành cho xe long sơ luyến và game thủ hắc khách. Cảm ơn
Vâng, trận thứ 3 với màn hình máy của game thủ xe lọc bỏ đầu, nhưng mà vâng, nhà chính của anh thì không có cây gỗ, không một cây gỗ nào cả, rất nhiều rừng mọc gần nhà nhưng vậy không có cây gỗ. Cây gỗ đầu quá xa so với quy định, nhiều này cũng xa. Chấp nhận thôi, ăn quả. Bãi quả đầu là 6 cây đến từ xe lọc, số 7 đến từ xe lọc. Cơ luyến là màu 6, cách là màu 2. Như vụ anh cầm màu 4, đôi đã hổ, à, người cầm màu 3. Bằng vô địch hầu anh vẫn cầm cái màu 5 thôi. Cẩn thận trên dân anh xem nào. Đụng lùa, một voi, hai voi. Ở trên dân. À đây rồi, cầu hai voi. Hai like không? Chạy đầu rồi. Đúng một gỗ. Ở trên dân. Ba cầu voi cực kỳ đau tim đến từ game thủ xe lăn. Cẩn thận voi đổ đèo. Voi đổ đèo à, cũng đau đấy. Đồ hai voi. Tí chết dần. Xử lý nhanh con voi nhiệm. Không được rồi. Hơi chậm. Và cũng bị để cái e nữa. Anh câu hai voi những cái kiểu anh câu và vui. Bài tứ tượng đến từ xe lòng. Bốn voi. Sắp xếp thế thì hắc khách ở trong cánh. Câu hai voi đúng đúng kiểu tấu hài rồi. Đây là game thủ sơ luyến cũng có voi, có hiêu. Đọc 3 giờ và liệu sơ luyến có đi ra Nga tiếp không? Ôi trời ơi, bãi quả này thì tôi ăn kiểu gì nhỉ? Đang dơ ăn. Dù thì nó cũng kén và rừng. Rồi, câu con voi thứ hai về dành cho game thủ sơ lên. Khách thì sao? Hắc khách nè. Hắc khách cũng có hai voi bài. Đúng rồi, toàn có voi cả. Màu hai trong cánh và thấy nhà không ổn. Nhà hơi lằng ngoằng. Thêm một bầy yêu nữa dành cho hắc khách. Không có quả phụ à? Thì cứ không có quả phụ. Đi ra Nga rồi. Đập thẳng xuyên thủng. Trời. 25 dân và kích thằng 738 dành cho hắc cách. Lại về xe lăng. Ăn câu voi. Cái lòng anh gì ấy thì anh vẫn đang câu voi. Đã kinh đời rồi, 25 dân. BB. Cái lòng sẽ đánh tại nhà. Ra xem mà anh Sơ Luyến có đi ra Nga tiếp không. Sơ Luyến không đi ra Nga. 23 dân đến từ Sơ Luyến. Mùa 3 game thủ lớn hổ lại tiếp tục trên dân. Vâng. Vân... 3 trận mà bên kia đều có người trên dân cả. Sơ Luyến sẽ cố gắng giữ cánh của mình cao lên và thi triển món võ công mà game thủ hắc khách sẽ dâng Nga lên phía góc 12 giờ. Sơ Luyến sẽ đẩy lên ngay. 23 dân mà không cộng thêm dân. 25. Úi dồi ôi, cánh rừng. Cánh rừng. Chúng ta thấy một cánh rừng dừa kìa.
Ấy, hình rừng này thì chắc không không gọi là rừng, đúng một chỗ này chắc tôi cùng một cánh thôi, chia ra bên ngoài đâu, trở lại với cả xe lao rồi có 4 con voi, 25 dân cộng 1. 严总，那个三色的马房在我们中间。好，我来搞它。就在你总部靠它左边，就是啊正总部左边，正看门哥狗呢。我行了，我麻烦改一下位置吧。Lôi lỗ bơm đồ, lôi lỗ bơm 100, hình như 100 thực do đồng đội. Như vậy là bài bên kia bài yếu hay sao nhỉ? Chết dân thì anh vẫn phải bơm đồ. À không, hình như lôi lỗ nhận đồ. Bơm đồ, nhận đồ. Lôi lỗ nhận đồ từ đồng đội. Ra rồi, bài này sẽ làm đúng ngay. Chắc cũng ai sớm. Nam A rồi. Nam A dành cho xe lăng. Bài lũ hổ chết dân vào đây đời muộn nha. Như vậy là những trận đấu mà chúng ta chưa thấy sự đáng sợ của cái thủ lũ hổ. Bài đấu anh đi thường A của cả đến team này. Đây đâu? Tóc dân. Vừa nhả luôn dân ra. Vừa khắc khách anh anh ép đời kiểu gì thế này. Đây là game thủ hắc khách đi dân Nga nhưng mà lên đời quá muộn và bị dân Nga vào rồi, nó hổ dân Nga vào giữa hai nhà sơ biến vào hắc khách. Đây là sơ biến rồi bắn nhau rồi. Tôi đến đang bắn nhau với game thủ 14 Đệ Như Vũ. À điều R đến từ vâng, sư luyến đang điều R tốt hơn. Sư luyến đang điều R tốt hơn. Anh đã có tên thứ hai, vác cả dân đến nữa. Khi đó lôi lão hổ cũng đang bị sư luyến bỏ E và A. Giờ này thì thoải mái thôi, bình tĩnh. Đến là phải sóc sóc rồi bằng tím rồi. Như vậy là game thủ lối lỗ sắp thoát được ra rồi. À mà buộc phải đẩy cao tốc độ lên mà game thủ lối lỗ đi dương A. Úp ngược lại A nhà của Tĩ Vũ. Khách có đẩy lên luôn không? Như vậy hắc khách đút đằng sau rồi. Rất nhiều dân của sư luyến vác lên đây. 30 dành cho hắc khách. Bên này thì các anh đang hoàn toàn là vằn. Thì này là sư luyến cũng không ổn định. Hắc khách là một bài đấu lên đầy buồn đi dân Nga. Nhìn đầy về thiếu mình sẽ đang phải gánh phải cân bản đồ ở điểm sau. Cái này thì cũng 50-50. Nhưng mà bên kia một nhà chúng ta cũng chưa biết, đó là nhà tiêu thủ 1 năm. Đây là xe nào 563 đi tấn công nhà 15 trên góc 9 giờ. Bây giờ không chưa nào? Chỉ cân cánh ở trên này thôi. Hả? Cái khả năng cao người ta chỉ thua đầu tiên. Chỉ cân cánh thôi, 15 đang có lợi thế những cái địa hình. Đây là một tên ảo đến từ xe long, một tên vâng một tên rất ảo ngồi thẳng dụ chính của game thủ màu năm. Anh đang giật mình còn chưa kịp trở tay và thay quần áo. Xe long kích chặt của hai, bây giờ xe long sẽ dụ con cùng giờ của màu năm lên dốc. Còn ở nhà của màu năm thì thoải mái và anh tin dân màu năm đã phải rút lui. Xe long dí sâu vào rồi, cánh này xe long đang có lợi thế. Đang có lợi thế dành cho xe long cánh kia là sao? 24 đến từ game thủ mùa 2. Sơ luyến, đây là sơ luyến. Sơ luyến 23 thôi, cánh này hoàn toàn là văn rồi. Để thế mà xe long phải cân bản đồ ở điểm sau cuối game.
Thế xong mà không cân được thì là thua. Thì mà cả hai nhà vệ tinh đều tham bé. Ta thấy lỗi hổ đi dương Nga vẫn có cái gì đó. Có cái gì đó. 26 thôi. Thứ Na bây giờ sắp được mã A. Đến từ cái thủ màu 6, cái thủ sư luyện. Bắt khách thì là 26. Đi quả lại nhà của màu 3. Ăn hoang và... lại thôi. Tiến như vui ăn quả kìa. Áo cho sư luyến. Sư luyến đỡ xong nhà của chúng con cung R. Quay trở lại mặt nhà BA của game thủ hắc khách. Pha mà tính rất liều. Cũng là lời nguy hiểm nhất, là lời an toàn nhất. Anh ăn hoàng luôn vậy quả trước cửa nhà BA của người đi dân Nga. Bên cái này thì xe long. Xe long thì đang... vâng, xe long đang có lợi thế hoàn toàn. Tức kiếm thủ vô địch hầu thì tự nhiên anh bị phản công. Tơn lọt vào thì tự hầu. Tơn mà xe đồng cắt cung R đi thì có thể bắn bay nhà của Tiễn Như Vũ. Không cho Tiễn Như Vũ hồi lại tại nhà cũ của mình. Đầu phản công. Nhưng cái tơn lọt vào đó không ăn được quá nhiều dân của xe đồng. Đấy rồi. Tơn này là cơ sở cực to đến từ Tiễn Như Vũ. 87 trên 116 dành cho xe lọc. Mặt nhà bia xe lọc mình vô địch thời còn chơi vào được. Tên vệ E là khiến cho vô địch thầu không rút được sâu vào. Rồi từ đấu con đến xe lọc này thì anh là người lỗ. Anh buộc phải áp lực vào nhà xe lọc. Tránh khi chạm xe lọc khỏe nguyên và anh phát triển to như một cái loa. Có thì... xe long sẽ có cơ sở anh gánh chính xác là cân bản đồ ở tiệm cuối game. Chỉ vậy xe long đang có setup một tên khác đi từ nhà của lỗ hổ sang nhà của cái thủ một năm vô địch hầu này. Vô địch hầu nếu anh quá chú tâm với cái mặt trận đi tấn công, anh sẽ phải trả giá một cái tên giống như cái tên lúc ban đầu. Đây rồi, vâng, xe long vào và thực chí đi theo anh có hai con sư tử. Con sư tử, 4 con sư tử và vô địch hầu lại tiếp tục bị công vào ruộng chính. Cái ruộng đến từ xe long rất may là chỉ là một cái ruộng thôi. Vô địch hầu lại loạn nhà, vô địch hầu lại kéo khung R về, cái long dí theo 9-9 rồi. Và hôm nay đánh quá hay đến từ xe long. Vì đồng đội của anh vẫn giúp anh tỏa sáng trận đi đấu và đồng đội Izanga cho xe long đánh chủ lực. Hai lẻ với số 1 đít từ 27. Ta thấy rằng ruộng dần đưa vừa. Vô địch hầu. Tên loạt nhà quá đơn giản để tự hầu. Đứng đốt E rồi. Em nghĩ là anh cứ đứng cái tên này đứng đốt E. Như vậy sẽ đang kéo một đạo quân ở về phía mặt đằng sau mông nhà mình. Vậy như là lo sợ được nếu mà đối phương sẽ công vào lốt. Và cứ đánh như thế này thì quá khó thì là tìm điểm kia. Để những tên lọt nhà quá đơn giản. Này xe long có vẩy E không? Cần những tên vẩy E để có thể mà bắn pít dân từ chỗ này dân thì chắc là một cầu đi luôn. Một tên mà muốn ốp. Tên mũ ốp nhà tập thể đến từ bên phía đội bạn. Xe long cần bình tĩnh. Họ không ốp được, họ sẽ quýt thôi. Xe long cần bình tĩnh. Kéo cung R mình ở trên dốc. À, những con dốc sẽ giúp cho xe long phủ nhà. Cần thiết vác thêm là dân ra một đập. Vác cả dân ra một đập. Đội quân không quá đông đến từ đội bạn, xe long cần bình tĩnh. Kéo tân quân này về. Trên đường đi bắn cả dân của cầu thủ vùng thầu luôn. Tỷ số sẽ là 3-0. Đồng đội có cung R với cái con thương binh thương bụng thì về hết cứu xe long. Họ không úp được và tham lai xe long vẫn ở với số và tầm khoảng 8x7x thì là lừa bạn cua thôi. Dí thủ nhà xong tham lai của xe long vẫn là 92 này. Thủ nhà thành công.
tỷ số 3-0. Quá đơn giản. Nhưng mà họ để xét long vâng người đối đầu bên cánh này thì là liên thủ vô địch cầu thôi. Đá mà liên thủ Tiễn Như Vũ vâng đổi cánh nhỉ. Tiễn Như Vũ và liên thủ Lôi Lão Hổ bên này có vẻ như xét long sẽ không thoải mái phát triển như như vậy. Đơn vâng những cái đơn lọt nhà của vô địch cầu quá đơn giản, anh đi từ phía nhà của Lôi Lão Hổ sang như anh không bo là 3-0. Vâng, trận thi đấu chung kết sớm dành cho team của Tiễn Như Vũ. Trận thi đấu thứ tư, tỷ số rất chóng vánh, 3-0. Sau tầm khoảng 50 phút thôi. Chưa đến 50 phút tỷ số đã là 3-0 rồi. Quả đầu xe long tìm ra muộn. Quả đầu gần, mà quả đầu tít trên này. Biết đây phải quả đầu hay không anh em, quả cụ 6 cây. Xa đấy nhỉ, đôi voi. Có bao nhiêu đằng sau lại quả luôn. Màu 6 dành cho xe long. Ngoài cánh rồi, tiền thủ màu 2 tiếp tục ở trong cánh. Nếu anh có đi ra Nga, ra Nga ra bên ngoài. Xe long màu 6. Cái thủ Lôi Lão Hổ màu 3. Vậy là sơ luyến chuyển sang màu 4. Tiễn Như Vũ là người cầm màu 7. Vô Địch Hầu cứ màu 5 thôi. Ui, vâng vui thú. Xe long nhiều voi, cảm giác hơi đau tim. Thôi chờ anh xem voi. À chính xác anh thầy voi xem voi. Thầy voi xe long đang gặp rất nhiều voi. Không biết anh sờ cái gì. Nhiều voi quá. Ba voi đứng một chỗ này. À, anh làm quả cô ba voi không? Hay lai. Hay lai. Đây. Voi nhớ xe long. Người bình tĩnh này, ba con voi này về. Đừng nói to quá, nó giật mình. Đằng sau. Rồi. Đôi voi cũng được. Tôi không chuyển máy nữa. Tôi không chuyển máy nữa, tôi soi mỗi máy xe long thôi, xem anh ép đời. Ai mà quá nhiều đồ ăn. Không chuyển máy nữa, đầy voi ở đây thì xe long câu voi rồi, thú vị. Còn con lửa, thì bây giờ ít hơn một con lửa.
Chắc tầm này anh em ngủ hết rồi. À, đánh kiểu gì đây? Còn hai con voi nữa. Đây, một con trên này, một con trên này. Thích đời, có thích đời. Vâng, lỗi rồi. 7,5 25 dân. Ô, con voi thứ 5 về nào. Không chuyển máy nữa. Anh một mình sang long xem anh câu voi. Mấy khi nhiều bài anh nhiều voi. Ô, vâng, mượt phết này. Chưa thấy chết dân. Đây là màu 5, như vậy lại gặp màu 5 bên cánh bên này. Cánh xe long vẫn là game thủ vô địch hầu. Vâng, rồng gặp khỉ. Hai con vật trong 12 con giáp. Sao anh kiểu đánh kiểu gì? Này sẽ là BM, trên kia sẽ là BA, đồng BA trên dốc. BM, BA. Nhất quyết thầu máy xanh long. Nhất quyết thầu máy xanh long với bài 25 dân. Rất nhiều voi hiệu. Ông quả phụ thôi. Bài này có thêm quả phụ rất thì mắc quá. Ôi, 6 voi và 2 bể hiệu là được. Có tội là quả đầu thì ra muộn nên xe long kích đời nó không được sớm sủa thôi. Đây là game thủ hắc khách, người cầm bố 2 đi dân Nga, răng cánh của anh Sơ Luyến. Trên đường đi dân Nga có luôn quả phụ. Anh có định câu 3 voi, quả đấy mà thành công, đúng là highlight luôn đấy. Xe long câu 3 voi, cả năm ngày mai bão. Ngày mai rồi màu 2 đi từ Nga ra qua máy của anh Sơ Luyến. Đây là Sơ Luyến. Úi dồi. Vâng, màu 7 game thủ tiên vũ đi từ Nga vào nhà Sơ Luyến. Cấp giáp cho cùng R này. Cái này có dừng Nga, có phải một bài đấu mà tiên vũ dừng Nga hay không, hay anh ở trên 12 giờ. Cái map này nó cũng sắp xếp ở thế, nó cũng dị. Úi, Sơ Luyến cũng 3 voi. Hay quá. 5A dành cho xuyên thủ Sơ Luyến. Nhà BA rất gần nhau thôi. Đã có bánh xe. Tiên Như Vũ chưa có bánh xe. Chưa về có bánh xe đến từ Tiên Như Vũ. Tiên Như Vũ đang đóng A. Lệ nhau thôi. Sơ Luyến đánh cái bài 24 dân cộng 1 đến đời sớm hơn so với Tiên Như Vũ. Có vẻ Tiên Như Vũ đánh 26 dân. Vâng. Ôi, Tiên Như Vũ đã bị bắn rồi. Đây là liên thủ khác khách. Khác khách bắn Tiên Như Vũ chăng? Không phải. Dân của Tiên Như Vũ tự dưng nằm xuống nhảy. Đây là game thủ Sơ Luyến. Sơ Luyến đã có tân thủ lửa đầu. Như vậy là bù đa thôi. Và có lẽ là nhìn nhầm thành chữ nhà bè thứ 5. Chữ hề của bánh xe đến từ Tĩnh Vũ. Tĩnh Vũ vừa mới có bánh xe. Không, chính xác hơn là anh có bánh xe trước đó rồi. Đã có cùng giờ rồi. Như vậy như Tĩnh Vũ đánh cái bài 26 dân cộng 1. Như vậy bài này trên này cánh này game thủ Sơ Luyến đang có lợi thế trước Tiên Như Vũ, hai nhà gần nhau. Đây là một tên tạt qua đến từ game thủ Lôi Lão Hồ. Nhưng mà Sơ Luyến có đủ lượng quân ở nhà để mà thủ. Có bài anh đánh cái kiểu sexy thôi. Kiểu sexy thôi, không hề có ruộng. Có một cái thôi. Và vế hay quá. Và chỗ đè quá hay đến từ game thủ Sơ Luyến. Đây là game thủ xe lăng 48/60. Phong cách quen thuộc của đấu ruộng. À, đặt của hai đã có. Quan trọng nhất là nhà vô địch đầu anh vẫn chưa lao vào. Anh mới chi một tên phong. Đây rồi. Mà vô địch đầu
Tăng A anh ơi, tăng A thứ 5. Tăng A chưa? Có 7/80 dành cho viên thủ Sơn Long. Đây là sơ luyến 41. Vài và đánh sexy từ sơ luyến thôi. Thế tham vai anh không to, một tơn. Chúng đang lọt vào nhà của vô địch hầu với một tơn và kết hợp với Sơn Long ở bên trong rồi. Đây là Sơn Long đây rồi. 71 dành cho Sơn Long ở đằng sau sơ luyến, vô địch hầu đang đẩy về thế mà chạy đâu cho thoát. Chứ nhà bé A thứ 5 đã có đến từ Sơn Long. Và mặt cả cái thủ hắc khách cũng đã vào rồi. Đóng BC nâng cấp đào vàng. Vâng, tỷ số nó sẽ là 4-0. Thì gáy hơi sớm nhá, tỷ số nó sẽ là 4-0 thôi. Đến thế trận này thì quá khó dành cho bên kia. Hồng là bên này còn bơm đồ cho Sơn Long. Lối lỗ hổ sang cứu là hơi muộn, từ nhà lối lỗ hổ sang quá muộn. Đào vàng tiếp tục có bùng nhà chính đến từ Xe Long. Còn rồi giúp cho Xe Long tỏa sáng. Cái thế này thì không gỡ được. Bốn không dành cho Xe Long sơ luyến và hát khách. Thế này không gỡ được. Vâng, nếu mà giao lưu Việt Nam các anh đánh cái thế này thì chưa biết thế nào. Vì hôm nay hơi ít cái bài đấu mà bên kia đi Dương Nga và nhà Sắc Long. Chờ đợi một kéo như thế này. Hey,